Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em là Biên ở bên ký gửi đồ pickup lại tiếp tục review cho mọi người chiếc nắp thùng cao thanh lý cho Navara. Navara thì đây là mẫu nắp thùng cao có đèn, chiếc nắp thùng cao của Minh Giang sản xuất. Thì đầu tiên đó là mình có thể xem chiếc đèn này để có thể nhận ra là hàng của Minh Giang, thì chiếc đèn là cái điểm nhấn mà độc quyền của bên bên hãng này. Mọi người có thể nhìn vào đây thì nhận biết được ra sản phẩm. Thì có thể nhìn tổng thể thì một chiếc nắp thùng cao của Na và thanh lý thì như này là quá ổn. Đây là cái bề mặt sơn vẫn còn khá là đẹp ngọc đó. Thì mọi người có thể theo dõi đây. Thì đây là một chút bẩn bụi bám vào. Đấy. Phần kính kính thì cũng khá là tốt, chưa có một chút xước trầy nào cả. Phía mặt sau ấy thì tổng thể của mặt sau thì không có nứt vỡ. Đấy. Mọi người có thể nhìn hơi tối chút nhưng có thể thấy đây, nếu mà soi kỹ thì có một chút trầy nhẹ ở phía mặt trên thì cũng không có ảnh hưởng, và một vết ngậm gọi là vết răm nhỏ đó. Nói chung là cũng còn khá là ok. Đây thì em sẽ quay mọi người xem cái mặt trong. Thì mặt bên trong của chiếc nắp thùng thì được trần simili đó, còn rất sáng, cũng vừa mới vệ sinh qua một chút. Đây có một cái vết nhỏ về bị xước thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cái này mình có thể dính keo một chút là ok. Mặt này kính sau, phía trên này có một, mọi người để ý một vết nứt nhỏ thôi, phần composite đó. Còn cái phần mọi thứ là vẫn còn ok. Đấy, để em quay chiếu ở phía bên sau để mọi người có thể nhìn theo dõi. Thì đây là xoay kỹ rồi cũng chỉ có một vết nứt răm nhỏ thôi. Tay khóa thì còn ok đẹp, nhưng cái phần nứt nhỏ đấy không có ảnh hưởng lớn lắm đến tổng thể của chiếc nắp thùng. Thì để nhận định chung thì đối với chiếc nắp thùng thanh lý mà cái mẫu có đèn như này thì là nó ok ổn. Đấy. Thì cái phía đằng sau vết lấp ấy nó chỉ nằm ở phía bên trong thôi, nó không 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 có ảnh hưởng lớn lắm đó. Thì cái này mình cứ lắp lên xe đóng mở bình thường. Cái này nói chung là phần này nó chấp nhận được, trong phần xe số chấp nhận được. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy ở cái phần tay khóa bộ ngậm còn sáng bóng, các phần bát bắt đầu ti chưa có dấu hiệu của han đó, bộ ngậm này. Và cái ti thụt là được sản xuất từ Thái Lan, hàng nhập của Thái. Thì qua đây thì em có review tổng thể về cái chiếc nắp thùng thanh lý cho Lavada này. Bên em còn sẵn rất nhiều nắp thùng như mọi người có thể nhìn thấy, từ hàng thanh lý hàng mới thì luôn sẵn hàng. Mọi người có thể ghé website ký gửi đồ pickup.com để tham khảo các mẫu nắp thùng. Thì cần hỗ trợ tư vấn thì alo, kết nối Zalo em Biên 0901 657 817 để em được hỗ trợ mọi người tốt nhất. Thì chúc mọi người một năm 2021 thì thuận lợi, kinh doanh tốt trong cái mùa Covid này. Vâng, xin cảm ơn mọi người.